Hello everyone, welcome back. Chào mừng các bạn quay trở lại với English for Vietnamese 101. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để tập trung cao độ 100% vào một tiếng học mỗi ngày. Nếu các bạn áp dụng cách này thì ngoài việc là các bạn tập trung cao độ, làm việc hiệu quả hơn thì nó còn tốt cho sức khỏe nữa. Sẽ có hai bước chính. Bước số 1 là chuẩn bị. Đầu tiên trong bước chuẩn bị này thì các bạn viết vào sổ tay của mình, sổ nhật ký đấy, ngày và tên bài học của ngày hôm nay. Ví dụ ở đây mình ghi là ngày 20 tháng 10 năm 2022 và tên bài là bài số 1, số đếm. Thì cái bài này ở trong video mình sẽ ghi, bạn có thể ghi vào đấy theo cái tên mà mình đặt cũng được. Tiếp theo, bạn chọn địa điểm học. Địa điểm ở đây là nơi mà bạn có thể tập trung tốt nhất. Mình không biết được, có người thích yên tĩnh, có người lại thích ồn ào thì người ta lại mới tập trung được. Nhưng mà đây nên là nơi mà bạn có thể nói, bạn không ngại nói ra. Nếu mà có người thì nhiều khi là bạn lại ngại, bạn không không dám nói cái từ đấy ra, đúng không? Đấy thì tùy bạn thôi. Có thể là góc học tập, góc làm việc hay là một quán cà phê, tùy. Tiếp theo đấy, bạn phải tắt tất cả những thông báo trên điện thoại đi. Thông báo Facebook, thông báo của Shopee, đấy, tin nhắn hay kể cả các cuộc điện thoại nữa. Bạn phải tắt hết, không làm ảnh hưởng đến quá trình học của mình. Tắt trong vòng một tiếng thôi. Mình không biết bạn làm cách nào cả, các bạn để chế độ máy bay hoặc các bạn tắt nguồn, tùy. Cái việc tắt điện thoại này nó sẽ dễ hơn nếu mà bạn chọn khoảng thời gian hợp lý. Ví dụ bạn làm việc từ 8 giờ đến 5 giờ chiều chẳng hạn thì cái khoảng thời gian từ 6 giờ đến 6 rưỡi hay là tối từ 9 giờ đến 10 giờ chẳng có ai hâm mà đi gọi bạn cả, đúng không? Mà kể có gọi thì nó cũng không phải là những cuộc gọi quan trọng. Bạn nhớ một điều này, không có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào mà không thể trì hoãn lại trong vòng một tiếng. Tóm lại trong bước chuẩn bị này các bạn phải làm 3 việc. Đó là ghi ngày, tên bài học, chọn địa điểm học phù hợp và tắt tất cả những thông báo điện thoại hoặc những cái có thể làm cho bạn sao nhãng trong quá trình học. Tiếp theo đến bước số 2 là bước học. Sau khi đã chuẩn bị xong rồi thì mình sẽ bắt đầu vào học thôi, đúng không? Mở video của mình ra. Ok, thì ở đây mình sẽ sử dụng kỹ thuật Pomodoro 25-5. Có nghĩa là gì? Mình sẽ chia nhỏ thời gian ra. Các bạn, trong vòng một tiếng nhá, mỗi ngày mình học một tiếng mà, đúng không? Thì mình sẽ học như thế này. Mình học 25 phút, sau đấy mình nghỉ 5 phút, sau đấy mình lại học 25 phút, sau đó mình lại nghỉ 5 phút. Như vậy là tròn 60 phút rồi, đúng không? Thì trong 25 phút này các bạn học tuyệt đối tập trung luôn, không suy nghĩ về việc khác, không xem điện thoại, không nói chuyện với ai cả. Học là học. Đấy, sau 25 phút đấy thì bạn sẽ nghỉ 5 phút. 5 phút này các bạn có thể, nếu mà đang công ty thì các bạn có thể ra đi dạo, vận động cơ thể mình, đúng không? Giãn gân cốt, hoặc là uống một chút nước, hoặc thậm chí là tưới cây chẳng hạn, làm gì cũng được. Cho nó thoải mái đầu óc. Dân văn phòng bây giờ bị đau lưng nhiều, cái này là do các bạn ngồi quá nhiều đấy. Bây giờ áp dụng cách này vào học và làm nhé. Các bạn học 25-30 phút gì đấy, sau mình nghỉ đứng dậy vận động đi là nó sẽ không bị đau lưng. Thế ở trên mình mới nói là nếu mà áp dụng cách này nó vừa tập trung mà vừa tốt cho sức khỏe nữa. Đấy, sau khi nghỉ xong 5 phút thì bạn lại quay trở lại học thêm một hiệp nữa. Thì một hiệp 25 phút nữa, như thế sẽ là được một tiếng. Trong vòng một tiếng các bạn đã học được tập trung 50 phút là tốt lắm rồi. Bây giờ các bạn cứ nghĩ là một ngày mình ngồi 8 tiếng đúng không? Nhưng mà bạn thực sự làm được được bao nhiêu? Chắc chỉ được 4-5 tiếng thôi. Có một điều nữa là bạn phải có một cái gì đấy để nhắc mình. Ví dụ trước khi học nhé, bạn cài ở trên máy tính hoặc là điện thoại này. Tốt nhất là máy tính, tại vì là điện thoại thì mình tắt rồi mà. Hoặc là một cái đồng hồ báo thức nhé. Bạn cài 25 phút vào đấy. Đấy, lúc nào nó kêu thì bạn phải đứng dậy. Bắt buộc phải đứng dậy trong vòng 25 phút này. Bạn đừng có cố kéo ra 30 hay là 35 phút. Khoảng thời gian đấy làm cho mình căng thẳng hơn thôi. Và nó ảnh hưởng đến cái hiệp đằng sau này. Mình sẽ bị hơi bị quá tải. Và cái hiệp sau mình học nó sẽ không hiệu quả nữa. Nó phải hơi hơi kiểu như là ăn nhưng mà đang còn đói một chút đấy thì mình mới muốn ăn tiếp. Chứ bây giờ bạn ăn no căng bụng rồi thì chắc chắn là sau đấy mình không muốn ăn nữa. Phải đặt cài báo thức, đồng hồ kêu là bạn phải đứng dậy đi ra ngoài vận động ngay. Sau đấy mình cài tiếp 5 phút. Khi nào nó kêu thì bạn lập tức quay trở lại luôn. Không nghỉ đến 10-15 phút, như thế lâu quá. Nó bị làm giảm cái nhịp tập trung của mình đi. Ở trên mạng nó cũng có một vài cái app mà về cái Pomodoro này. Thì bạn có thể tìm, gõ cái chữ này là nó ra, thì nó sẽ tự cài đặt cho mình. Cái Pomodoro này nó cũng nhiều biến thể nữa. Có người thì người ta tập trung sâu hơn ấy, thì người ta có thể học 50 phút, xong người ta nghỉ 10 phút. Hoặc là có người học 45 phút thôi và nghỉ 15 phút. Tóm lại là cái khoảng thời gian tập trung này tùy vào mỗi người. Nhưng mà nếu ban đầu nhé, mình khuyên các bạn nên để 25 năm thì cái này sẽ là cái tiêu chuẩn của Pomodoro. Ok, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn nữa về Pomodoro thì các bạn có thể tìm trên YouTube hoặc là trên mạng đọc thêm về cái kỹ thuật này.
quá nhiều người nói rồi, mình không muốn nói thêm nữa, nó dài dòng lắm. Từ video hôm sau mình sẽ bắt đầu vào các bài học cụ thể của level 0 đầu tiên. Hy vọng được gặp lại các bạn. Bye!